Các hệ thống siêu thị bán lẻ lớn như Big C, Vinmart đều khẳng định nguồn cung hàng hóa dồi dào, cam kết bình ổn giá, khuyến cáo người dân chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình. Ngay sau khi có thông tin Hà Nội xuất hiện bệnh nhân nhiễm cúm COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp khẩn với Sở Công Thương Hà Nội và doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thủ đô về công tác chuẩn bị hàng hóa phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, sau khi Hà Nội công bố trường hợp đầu tiên nhiễm dịch COVID-19, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, sáng ngày 7 tháng 3, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường nguồn hàng, nhất là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp phân phối, lượng khách đến mua hàng từ sáng có tăng, nhưng nguồn cung tại các siêu thị vẫn đáp ứng đủ, mặc dù có xảy ra một số hiện tượng thiếu hàng cục bộ do người dân đổ xô đi mua hàng và một số siêu thị không kịp vận chuyển hàng hóa từ kho. Hiện tại Sàn Cốp đã huy động tất cả các kho của miền kho trung tâm phân phối miền Nam, kho trung tâm phân phối miền Tây để huy động cái nguồn hàng đưa về kho trung tâm phân phối miền Bắc. Và hiện tại cái kho trung tâm phân phối miền Bắc của chúng tôi rất là dồi dào hàng và đầy đủ hàng để cung ứng cho thị trường miền Bắc nói chung và đặc biệt là thị trường Hà Nội nói riêng. Vì vậy là người dân cứ yên tâm, không hoang mang, lo lắng, đặc biệt là cũng mắc là chúng tôi phục vụ cho người dân lúc nào cũng đảm bảo cái nguồn hàng một cách tốt nhất và giá cả ổn định nhất. Tại cuộc họp, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ngay từ đêm 6 tháng 3 và sáng 7 tháng 3, các doanh nghiệp thủ đô đã có phương án tăng cường lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch. Lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp hiện đã tăng gấp 4 đến 5 lần ngày bình thường. Các nhà cung cấp đã lên kế hoạch chuyển hàng từ các tỉnh về bổ sung cho hệ thống phân phối tại Hà Nội. Hà Nội đã phải xây dựng một cái phương án dự trữ hàng hóa phục vụ cho phòng chống dịch với 4 cái cấp độ dịch mà thành phố đã ban hành. Thì cái cấp độ 1 và cái cấp độ 2 thì nó là mắc bệnh lây nhiễm bình thường. Còn cái cấp độ 3 thì dự báo là có từ 20 người nhiễm trở lên và cái cấp độ 4 là 1.000 người trở lên. Và ngành công thương đã xây dựng cái phương án tập trung vào cái phương án 3 và cái phương án 4 thì 20 người lây nhiễm mắc bệnh thì nó sẽ cần bao nhiêu cái lượng dự trữ hàng hóa chúng tôi đã tính toán đủ. Và đặc biệt là cái cấp độ 4, chúng tôi đã xây dựng nếu như 1.000 người mắc bệnh thì chúng tôi đã xây dựng cái lượng hàng hóa dự trữ cho 5.000 người phục vụ cho cái viện cách ly đó. Bên cạnh việc ứng phó với tình thế trước mắt, Bộ cũng thực hiện những biện pháp trong thời gian tới để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho người dân. Bộ Công Thương sẽ cùng với Sở Công Thương Hà Nội và các địa phương khác bám sát diễn biến thị trường, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối tăng cường và các biện pháp cung ứng, điều phối bán lẻ hàng hóa phục vụ người dân. Các doanh nghiệp bán lẻ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung nhanh nhất, đảm bảo chất lượng. Ngay từ khi cái dịch COVID-19 xảy ra thì Bộ Công Thương có thể nói là cũng đã rất quyết liệt và kịp thời để đẩy mạnh các cái hoạt động và đề xuất những cái biện pháp, giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp đây là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy là chúng tôi thấy rằng các cái chỉ đạo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa qua thì có thể nói là rất là kịp thời và chắc chắn là có những cái hỗ trợ hết sức là cần thiết, hiệu quả đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Mà theo chúng tôi là ngay từ khi mà xảy ra dịch bệnh thì theo quan điểm chúng tôi là càng sớm càng tốt. Thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải được cái sự hỗ trợ đó. Vì cũng giống như là một cái người mà đang ốm là mà thì cần phải nhanh nhất là cái sự bồi bổ và một cái sự những cái liều thuốc để kịp thời để họ có thể vực được cái sức khỏe và để họ có thể được hấp thụ được những cái hỗ trợ mà cần thiết của các cấp các ngành. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, dù dịch bệnh diễn ra mức độ nào cũng phải chủ động chuỗi cung ứng. Hệ thống phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm tuyệt đối không để thiếu hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. Vụ thị trường nước phải phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý thị trường để chúng ta xây dựng cái kế hoạch để đảm bảo cái cân đối cung cầu trong những tình huống có diễn biến xấu của dịch bệnh. Và phải đảm bảo cái tiêu chí, cái yêu cầu là cung cấp đầy đủ hàng hóa nhu yếu phẩm, đồng thời gắn với cái câu chuyện không được để cho xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tích trữ và lợi dụng
để đẩy giá lên cao và cũng như là gây ra cái tác động xấu đến nền kinh tế và cái đời sống của người dân, nhất là người tiêu dùng của chúng ta ở các cái vùng còn khó khăn. Bộ trưởng nhấn mạnh bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là khâu tổ chức thực hiện, cần cả hệ thống vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bộ trưởng yêu cầu vụ thị trường trong nước phối hợp chặt với Tổng cục Quản lý Thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa đầy đủ, không được xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tích trữ, đẩy giá lên cao, kiểm soát việc lợi dụng tình hình thị trường bất ổn để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Phải xác định mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện mục tiêu kế hoạch của cả năm. Nhưng Bộ trưởng nhấn mạnh, cũng phải thực hiện tốt mục tiêu thứ ba là đảm bảo kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp có thể khẳng định chất lượng sản phẩm của mình vì yếu tố uy tín, nhưng cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương phải phối hợp để đảm bảo yếu tố này.